Wow, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Hello to you all, ladies and gentlemen. This is Tan from Australia. It's been for a while, a long time. I haven't making a video post in our YouTube channel. Many people keep asking because they've been following Facebook so a lot also follow in YouTube. Ladies and gentlemen, I is actually making a lot of activity in Facebook, but too busy to making video posts in this YouTube. This is why today I'm making a very short video to all of you. Today I also speak in two languages, try to make it short and very short for all of you, ladies and gentlemen. So I start with the English. After that, I will come back with the Vietnamese for everyone. So what news today, ladies and gentlemen? We might heard a lot in cryptocurrency right now and so on. Many people asking, you know, what the news, what the market and so on, right? Yes. And if you actually have time to follow the One Ecosystem Australia Pay or Tan OC Pay, you also have a lot of news that we put it in there. Okay. In regard to the market right now, ladies and gentlemen, let me share you with this. You can see here, wow, this is from the news. They're talking about the Canada, European Central Bank, Bank of Japan, Surrey's Risk Bank, Swiss National Banks, and Bank of England, Board of Governor, of the Federal Reserve and the Bank of International Settlements have team up. Wow, have team up, ladies and gentlemen, to team up on a report setting out foundation standards and center complement of central bank digital currency. So you see this. This is all happening, ladies and gentlemen, and this keep happening. You know, day after day, new, a lot of things as has been happening, you know. So I urge a lot of people, we should you know, get into it and research more. The market is already happening, and sooner or later, if we don't accept it, we have to be high up again. Yes. You can see here, this is actually from Ukraine also, ladies and gentlemen. Ukraine also looking at here. The Ukraine Parliament has adopted new law and legalized the new law that legalized and regulate cryptocurrency and other virtual asset like tokens. Wow, you can see. So this is a lot of things happening in the background just because of we actually not look into it. We keep saying that cryptocurrency is a scam, it's unreal and so on. It's not like 5 years ago, right? A lot of things that unclear, very smoky back then, but today it seems like a lot of things are clear now. So ladies and gentlemen, everyone should be researched more and to have that information, all of us, we should get involved into our One Academy, go there and study to get a lot of knowledge. The wave is coming, ladies and gentlemen. We don't want to waste or miss this waste our time and miss the opportunity. So this is why I urge a lot of people, we need to research more. People might say, oh, yes, right, crypto market is there and a lot of opportunity on crypto, but not one coin because one coin are taking so long and so on, right? Yes, this is our mindset of the people. We always saying that over 10,000 different coins in the market and most of them are just focused on the exchange, right? So the majority of the coin is only for go on exchange. That's why the mentality of the people, we always thinking coin is must be on exchange. If they are coin, then it must be on exchange. And if it's not exchange, then it's will not a real coin, right?
Yes, ladies and gentlemen, what is real coin, what is fake coin? Do you understand what the difference, right? Yes. How things are creating value. If the person who already have their mindset of the coin is to be in the exchange and you don't prepare open-minded to observe and think, then of course you might say, oh, Tani talking rubbish, is nonsense, and so on, right? Yes, but I like to request all of you put everything on the side and let open-minded research and look into it, then you will be understand. Every coins, yes, they have every different reason for them to creating a different coin, right? But majority coin is, yes, it's only for the exchange. And when it's go exchange, we have to answer the question, who going to buy your coins? If the coin have no demand, then why people want to buy your coins? Yeah? And our one coin is different. Our one coin is to creating that, to give the answer why people want to buy the coin. And if we have the usability globally, ladies and gentlemen, if we have usability globally, you can go to Australia, you use your coin, you can go Vietnam, you can use your coin, you can go Korea, you can use your coin, you can go Philippines, you can use your coin, or you can go Thailand, you can use your coin, go Canada, you can use your coin, go anywhere around the world, you can use your coin, then yes, the answer is there. Why people want to buy your coin? This is why it takes time to build, ladies and gentlemen, and I urge everyone of us, every leader, we need to build. We need to build this. This is not like the overnight coins, okay? It's not the what we always say is an instant noodle coin. When it's instant noodle, you have to eat it straight away, right? But when you eat, it's gone, yeah? But if you have a long-term coins, is more better. And yes, to understand all this, go back to the One Academy. This is the package, how you get it, how you get involved with One Life. You have your education packages, should go there and study, then you will be understand why is this take time, okay? Why is our project taking time? Because we need to build that, ladies and gentlemen. Maybe someone might say, oh, put a coin go exchange, everything will be fine. But we never thinking, oh, if we put on the exchange, no one buy it, then what happened? It's not fine, right, ladies and gentlemen, it's not fine, right? And you don't want to ruin a chance. This is why we need to build. And yes, we've been building so good on the last few months, especially our team in Vietnam. I have a team in Vietnam building very, very good. You can see in my background is all my brothers and sisters. They are professional business owner and big corporate also, great experience. We are start to build the bridge for linking from business to the user, okay? So we want to creating the answer why people want to buy one coin when one coin go exchange. So later we will have import, export, trying to gathering all the good products together right from the wholesale, ladies and gentlemen. We want to making better price and greater value for the consumer, okay? So if you are that sort of mindset and want to working together and building the one coin value together, you can also contact us. You can link each other, working globally and make things happen a lot faster. But go back to the coin to have it the value, we need to build the usability, okay? We need to build a usability. Then when your coin go to exchange, you will have value and safer for the coin go to the exchange later, ladies and gentlemen. So it's not always that the coin
that build and they need to rush and push and put on a exchange driveway. Okay, they need to build proper usability globally before it's go exchange. This is why they take longer time. And if everyone is waiting and doing nothing, then of course it's gonna be wait a lot more time. If everyone become active, working together, then of course this project will be success a lot faster. Having said that, with or without you, is still happen, ladies and gentlemen. Okay, it might take time, but it will happen. Because this is the market. You already seen, I share government, the different country, they're also changing regulation and so on to fit into this project and fit into the crypto market, I should say, okay? So we are here ahead of the game. Everyone should grab the opportunity and be confident with what you have. I guess a lot of members already have the education packages, also have a lot of tokens, also have a lot of 1 points. So you need to go into the deal shaker and use your coin over there, ladies and gentlemen, so you can contribute to the value of the coin. Or if you are a business owner under these circumstances, this current situation, business going down and we stuck because the COVID has stopped a lot of business, why not try the e-commerce platform, New Shaker? Why not contact us and we let us be the bridge to build between you and the customer. We'll bring customer come closest to you and so you can continue with the business. If that's the case, contact us. We were working together and let success together, ladies and gentlemen. Okay. And other than that, you know, if you want this coin to be success, of course, it will take time. Also, something big, they always need time to build. I always saying this example, you know, if you want to build a toy's house, it takes only a few hours to get it done, right? But if you want to build a proper house, they might take a few months to get it done, right? But if you want to build a mansion, they're taking years and years to be complete, right? Yes. So this is what is happening, ladies and gentlemen. This OneCoin project, I can see, is a global business. It's a global project. So it's take a lot of time to get it done properly. So please do not rush, but let working together and build together for this project to be success a lot faster. Okay, so ladies and gentlemen, thank you very much. I hope all of you stay safe and I wish you all healthy, overcome this difficulty time in COVID. I know people might say, oh, because of COVID, I can't do this, I can't do that. But let look at in a different way. Let use this COVID to operate your digital business by using Zoom or any digital platform that can link you with your people and do the business online. So for me, the way how I see the best opportunity is now to build a digital business rather than face-to-face. After this COVID-19, we have to live with it. We have to change with the new way of seeing people and new way of running our business, okay? So that's it for me today. I'd like to also talk in Vietnamese. Thank you very much. You can share this video around and I hope I have more time to keep doing more video to all of you. So once again, thank you. And I wish you all the best of the best, success in peace. Thank you very much, ladies and gentlemen. So excuse me, I will talk in Vietnamese. Chào tất cả các cô chú anh chị em nha. Cũng đã khá lâu Thành không có làm những cái video để post ở trong YouTube như thế này. Thì bình thường Thành mấy bữa nay cũng rất là bận rộn. Sáng chiều
rồi trưa, rồi những thời buổi khuya nữa. Zoom rất là nhiều nơi cho nên Thành không đủ thời gian để làm những cái video. Quý vị thông cảm nha. Hôm nay Thành dành chút xíu thời gian để làm một cái video ngắn đem đến cho quý vị nha. Hy vọng là quý vị sẽ trải nghiệm được và thu được một số tin tức trong ngày hôm nay Thành chia sẻ nha. Trước hết Thành muốn chia sẻ cho quý vị biết một cái tin ở trên nền trên trên thị trường quốc tế như thế nào nha. Thì hiện tại đây là một cái bản tin họ nói về ngân hàng của Canada, ngân hàng của châu Âu, ngân hàng trung ương của châu Âu, ngân hàng ở bên Nhật nè, ở bên Strategy nè, ở Swiss nha, ngân hàng ở Swiss, rồi ngân hàng ở bên Anh, rồi đây là một cái hội đồng của chính phủ nha, bên ngân hàng dự trữ chính phủ họ cộng tác lại với nhau và chuẩn bị làm cho nó tốt hơn về tiền kỹ thuật số đó quý vị. Họ muốn trải nghiệm một cái dòng tiền kỹ thuật số, quý vị đã nhìn thấy rồi đúng không? Rồi ở bên Ukraine cũng bắt đầu nè, chính phủ của Ukraine cũng bắt đầu và cần ra những cái điều luật nè, những cái điều luật để cho nó đúng với cái tiền kỹ thuật số, và đặc biệt là nó kêu là cái virtual asset, tài sản số đó quý vị nha. Nó đang chuẩn bị để cho mọi thứ đi vào cái giai đoạn cuối rồi quý vị. Ở đây họ nói là vào cái giai đoạn cuối rồi nè. Thì trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra, cho dù chúng ta có chấp nhận hay là không. Thành biết là mình đôi khi có một số cô chú anh chị em của chúng ta đã chờ đợi vài năm rồi đúng không? Cho nên mình thường hay nói ồ, có thể là nó không xong rồi, nó chậm trễ quá, website bị login vô không được, có nhiều người login vô được, có một số chưa login vô được, rồi mình cũng hoang mang, cũng hơi lo lắng đúng không ạ? Nếu như tất cả mọi người ai cũng đều không login vô được thì quý vị lo nha. Ở đây có người login vô được, có người không login vô được, thì tất nhiên nó là một cái vấn đề sự cố của từng tài khoản, những cái tài liệu trong đó nó chưa có chính xác, cần phải chỉnh sửa lại. Nếu như mọi thứ chỉnh sửa thì quý vị sẽ vào được thôi, cho nên không có gì phần phải lo lắng cả. Hệ thống mình sử dụng là bằng blockchain cho nên những cái gì đã ghi trong blockchain thì họ không có xóa được nha quý vị, họ không xóa được, chỉ là bây giờ họ làm cho nó chỉnh chu lại và nó đúng luật. Tại vì quý vị đã thấy đó, từng quốc gia và tất cả các liên bang quý vị đã thấy đó, những cái liên bang họ đã cùng nhau củng cố lại và họ ra những cái điều luật cho nó đâu vào đó đó. Chính vì vậy thì tập đoàn cũng muốn làm cho mọi thứ nó đúng hơn, nó chuẩn hơn và đi theo luật hơn. Cho nên có những cái tài khoản cần phải chỉnh sửa thì họ không login vô được, cho tới khi chỉnh sửa xong thì họ mới login vô được nha. Có những cái là thí dụ như một tên mà nhiều email, hoặc là một email xài cho nhiều tên quá, hoặc là số điện thoại nó không có đúng, hoặc là gì đó, hoặc là quý vị có thể đứng tên giùm gia đình, đủ thứ hết trơn. Cho nên nó cần phải chỉnh sửa lại cho nó hoàn hảo hơn và đúng hơn. Chính vì vậy mà mọi người cần phải hợp tác và chỉnh sửa cho nó tối ưu hơn, tốt hơn, thì giá trị quan phân của chúng ta nó mới có giá trị quý nha. Đôi khi mình cứ nói là quan phân mình đã mất rất nhiều thời gian rồi nhưng vẫn chưa lên sàn. Đây là một cái chương trình thực sự là ảo, rất là ảo, mà lừa đảo dài hạn dài nữa. Nhiều người có thể nói vậy đúng không ạ? Nhưng mà quý vị quên rằng nếu mà một công ty lừa đảo thì họ không có thể nào mà sống lâu sống dài đến thời buổi như thế này nha quý vị. Cho nên mình nói tới mình phải nói lui, mình phải suy nghĩ tới lui coi nó chính xác những gì người ta nói nó đúng cỡ nào nha quý vị, chứ không phải là ai nói cái gì mình nghe cái đó nha quý vị. Đôi khi mình nghe mà mình không không kiểm soát lại đó, không không kiêm nghiệm lại đó, thì đôi khi đó cũng là một cái làm chúng ta bị mất đi cái cơ hội đúng không ạ? Chính vì vậy mình nên tìm hiểu cho thật kỹ. Quý vị đã nhìn thấy đó, ở đây ở bên bên sau lưng của Thành là một cái đội ngũ các anh em, các doanh nghiệp vô cùng dày dặn kinh nghiệm, và chúng ta đang làm việc để
hỗ trợ độ sử dụng của quang khôi. Các anh chị ở đây là rất là chuyên nghiệp nha quý vị, rất là đầy dày dặn kinh nghiệm trong trong vừa kinh tế, vừa là thương nhân, vừa là kết nối, đủ thứ hết nha. Thì ngày hôm nay tụi thành rất may mắn được gặp lại và cùng nhau hợp tác làm việc để đẩy mạnh giá trị của Quang Khôi, và cũng muốn là cái cây cầu nối để kết nối giữa giao thương, giữa rất nhiều doanh nghiệp cùng với người tiêu thụ, với cái giá cả là phải chuẩn, giá cả chuẩn nha quý vị, và giá trị của Quang Khôi cũng chuẩn, và giá trị của sản phẩm cũng chuẩn luôn nha. Thì đó là đường bước mà đang tiến hành. Nếu như quý vị là những doanh nghiệp thì quý vị muốn đem cái sản phẩm của mình ra quốc tế, quý vị cũng có thể liên lạc tự thành, tự thành sẽ hỗ trợ cho quý vị và cùng nhau thúc đẩy, cùng nhau đem đến sự lợi ích chung nha. Như chúng ta ai cũng có quan khôi hết, ai cũng muốn có quan khôi có giá trị, đúng không ạ? Mà nếu như quan khôi không trả lời được một cái câu hỏi tại sao người ta mua khôi của quý vị khi cái khôi này lên sàn thì coi như nó là tiêu rồi, đúng không? Nó sẽ mất giá trị. Chính vì vậy chúng ta cần phải làm việc với nhau, nó cần phải có thời gian. Giống như một cái thí dụ thời xưa Thành cũng thường hay nói, nếu như mình muốn xây dựng một cái nhà chòi, một cái nhà để cho em bé chơi, thì mình chỉ mất có vài tiếng đồng hồ có thể xây dựng được một cái nhà lá, nhà chòi cho người ta chơi, đúng không ạ? Nếu mình muốn xây dựng một cái nhà đàng hoàng để cho mình ở thì cũng phải tốn tốn tháng, tốn năm, đúng không? Mà để muốn muốn xây dựng một cái, nó kêu là cái mansion, là tiếng Anh là một mansion, là một cái biệt thự cao cấp đó, thì mình phải tốn rất nhiều năm thời gian thì nó mới hoàn chỉnh, đúng không ạ? À? Thì ở đây một cái dự án của chúng ta làm là dự án toàn cầu, nó không phải chú trọng vào một cái coin mà chỉ để thảy lên sàn rồi xong nhiệm vụ nha quý vị. Đây là một cái dự án toàn cầu, chính vì vậy nó cần nhiều thời gian để xây dựng, bồi lấp, thì nó mới mới hoàn hảo hơn nha. Trước giờ chưa có một cái coin nào mà có được cái giá trị, được sử dụng trước khi lên sàn giống như quan khôn của chúng ta. Cho nên quý vị phải yên tâm, và chúng ta phải cùng nhau làm việc cực lực, càng thúc đẩy thêm thì nó sẽ càng giá trị thêm nha. Mình làm việc ở đây không phải vì những cái tính cách riêng tư nữa, ở đây mình muốn những công việc của chúng ta có đem đến cái giá trị cho đời sau, đời con, đời cháu, có thể tới đời chích mà vẫn còn có thể có giá trị cho họ sử dụng nha quý vị. Chính vì vậy mà quý vị thấy có một số leader vô cùng tâm huyết và làm việc cực lực khắp mọi nơi, đôi khi cũng bị hiểu lầm, nhưng mà họ không ngại, không ngần ngại vẫn tiếp tục làm việc, là quý vị thấy rồi. Nơi nào mà vẫn còn có thủ lĩnh làm việc như thế thì nơi đó quý vị sẽ thấy được kết quả nha. Mình đã nhìn thấy được trong quá khứ cũng có rất nhiều tập đoàn, có nhiều cái dự án khi đầu 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 khởi nghiệp họ luôn luôn gặp những rắc rối, những khó khăn, rất nhiều thời gian phải bỏ ra, đúng không ạ? Còn họ tốn kém rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng sau bao năm tháng thì dự án sẽ được thành công, và khi nó thành công thì rất là mỹ mãn, đúng không? Thì ở đây dự án của chúng ta cũng sẽ là như thế. Chúng ta cũng đang làm việc để cho cái quan khoan của mình nó thành công trên một cái tầm nhìn là toàn cầu, chứ nó không phụ thuộc vào một quốc gia, hai quốc gia. Cho nên cái dự án này nó lớn lắm, nó khủng lắm quý vị à. Nó không đơn giản như người ta nghĩ đâu. Đôi khi mình chỉ nhìn thấy trên thị trường có trên 10.000 cái loại đồng tiền kỹ thuật số, khi họ làm xong là họ thảy lên sàn, và số đông là đồng tiền lên sàn. Cho nên mình luôn luôn nghĩ coin là phải lên sàn, đúng không ạ? Thì mình thành thành thường hay nhắc tới nhắc lui những vấn đề này là tại vì thành muốn mọi người nên hiểu cái đồng coin mà nó có giá trị là khi nó có được cái độ sử dụng, cái nhu cầu người ta cần, chứ không phải là một cái đồng coin chỉ để thảy lên sàn. Mà khi nó lên sàn mà không trả lời được một cái câu hỏi là tại sao người ta phải mua coin của quý vị, tất nhiên cái đồng coin đã từ từ nó chết. Cho dù mình có một cái one coin, 1.000 one coin, 1.000.000 hoặc là 10.000.000 one coin đi chăng nữa, khi nó lên sàn rồi nó không có giá trị thì sao ạ? Ai cũng 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 đang đợi cái giây phút đó để bán coin, đúng không ạ? Nhưng mà ai sẽ là cái người mua coin của quý vị? Đó đó mới là một cái vấn đề
Chính vì vậy chúng ta không nên chỉ biết nghĩ là cái coin phải lên sàn, mà chúng ta cần phải cùng nhau hợp tác, đồng lòng làm việc để cho cái OneCoin của chúng ta tạo nên cái nhu cầu người ta cần. Thì khi có cái nhu cầu người ta cần thì nó sẽ có giá trị, lúc đó mình lên sàn nó sẽ an toàn và nó cũng sẽ có tính cách lâu bền, lâu dài, chứ nó không phải như một cái cơn mưa rào đi qua rồi thì nó hết nha quý vị, nhớ nha. Cho nên thành kính mời tất cả các cô chú anh chị em của chúng ta cùng nhau hợp tác làm việc để cho nó phát triển, đi sâu đi xa hơn nha quý vị. Chính vì vậy cái đội ngũ ở sau lưng của Thành đây, các cô chú anh chị em này đã làm việc rất là cực lực trong một khoảng thời gian dài vừa qua, thì tới đây mình sẽ có những cái buổi để giao dịch cho quý vị trải nghiệm thực tế độ sử dụng OneCoin mỗi ngày nha quý vị. Mỗi ngày tụi Thành đều có cái chương trình đó vào lúc 9 giờ sáng giờ ở Việt Nam đó, 9 giờ tới 11 giờ sẽ có cơ hội cho quý vị sử dụng OneCoin. Nếu như quý vị cần và muốn trải nghiệm thì quý vị có thể liên lạc cho Thành thông qua Facebook Thành OC nha, Thành OC của Thành. Thì Thành sẽ cho cái link quý vị mỗi buổi sáng để vào trải nghiệm độ sử dụng OneCoin. Thành sẽ mở ra khắp thế giới. Cho nên nếu như quý vị là người ở nước ngoài mà muốn có những cái món quà cho người thân của mình ở Việt Nam cũng ok, gửi cho Thành một cái tin nhắn, Thành sẽ gửi cho cái link, Thành sẽ tạo một cái nhóm cho quý vị để vào đó, rồi mỗi khi mà tới ngang ngày tới giờ Thành sẽ gửi cái link cho quý vị để quý vị vào trải nghiệm độ sử dụng của OneCoin thực tế đến cỡ nào, người thật việc thật nha quý vị. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em. Hy vọng cái buổi chia sẻ này đem đến một cái gì đó ý nghĩa cho quý vị. Nếu quý vị cảm thấy cái này có ý nghĩa, có lợi cho đội ngũ, quý vị có thể share ra cho tất cả mọi người nha. Cứ cho mọi người vào trong cái YouTube của Thành, rồi sau đó subscribe vô cái trang YouTube nha. Thì trong đó sẽ có rất nhiều tin tức nói chung là những cái gì liên quan tới OneCoin OneLife, Thành từng hay post ở trong đó, hoặc là trong cái trang OneLife Australia nha. Thành sẽ tương tác thêm. Nếu như quý vị cần muốn biết thêm thì cứ nhắn tin cho Thành qua Thành OC nha, Thành với chữ O với chữ cờ đó, Thành OC. Thì qua đó thì OC viết tắt cho OneCoin đó quý vị nha. Quý vị có thể nhắn tin cho Thành, Thành sẽ gửi link cho quý vị mỗi buổi sáng đi chợ trên thế giới phẳng nha. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị luôn luôn thành công trong an lạc. Kính chào quý vị.